Hôm nay thì em Hưng về thêm khá là nhiều những mẫu xe mới này. Ví dụ như chiếc xe Hyundai i20 này, i20 số tự động bản Nhật Hàn đời 2015, zin biết xà beng luôn mà giá chỉ có nhô 4 đồng thôi, 418 triệu. Đèn pha bi cầu, xin nhan chân gương, nước sơn màu đỏ đẹp phiên bản hatchback, nhìn không khác gì CX5 mà giá chỉ có hơn 4 đồng các bác nhé. Điều hòa auto này, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi đầy đủ cho em rồi. i20 màu đỏ đẹp đây, nước sơn màu đỏ đẹp này, cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt biển 99 nhá, cốp đẹp luôn, nhìn không khác gì CX5, giá nhô 4 đồng này. Và về thêm cả một chiếc xe i30 nhá. i30 thì nhìn form dáng nó dài hơn một chút so với i20. i30 là biển tư nhân Hải Dương, cảm biến va chạm phía sau cũng là 4 mắt cảm biến va chạm này. Và em này em đang chào bán với giá là 335 triệu đời 2011. Động cơ trang bị 1.6 và cũng là bản nhập Hàn nguyên chiếc nhá. i20 thì màu đỏ, i30 thì màu trắng này. Điều hòa auto sấy sưởi ghế đầy đủ cho em rồi. Nội thất bên trong cũng khá là đẹp luôn. Em này thì đầu đài zin chưa lên màn hình gì cả, nhưng mà thôi, xe đẹp chấp nhận được đúng không ạ? Xe đẹp thì chấp nhận. Không có màn hình, sau này bác nào thiện chí vào chung kết thì em bao màn hình luôn. Ok chưa ạ? Em này cũng được lên đèn pha bi cầu rồi các bác nhé. Đèn pha bi cầu, nước sơn màu trắng, xin nhan hạt xoài này. Còn về thêm cả một chiếc xe Vios nhé. Vios đời 2017, máy số zin, máy số zin và là máy trắng form mới đẹp này. Xin nhan trên gương một dàn nốt dày và em đang chào bán với giá là 383 triệu. Toyota Vios đây, màu vàng cát nhá, cực kỳ đẹp luôn các bác này. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ rơi vào 7 lít thôi trong 100 km. Khi mà các bác đi trong đường đô thị này hay là những khu vực đường đông này. Nội thất tươi mới, vô lăng đẹp, táp ni táp lô không khoan đục, máy số zin. Và em này là 2017 là form mới, máy trắng đấy ạ. Toyota Vios 383 triệu 2017, số sàn 1.5. Và bên đây thì còn có thêm mới chiếc xe về chiếc i10 này. i10 số sàn mới về đây, màu bạc. Em này thì chưa lên giá rồi, một chút nữa em sẽ quay cho các bác mình xem này. Còn đây là Hyundai Eon nhá. Với cái tài chính kinh tế chỉ cần vài chục triệu, hơn 100 triệu là các bác có thể mua xe bên em Hương rồi. Hyundai Eon được sản xuất vào năm 2012 và giá chào bán là 138 triệu. Động cơ trang bị 0.8, biển tư nhân Hải Dương, nước sơn màu đỏ đẹp. Đây, Eon form dáng này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhỏ hơn cả Morning và i10 các bác nhé. Có Hyundai Eon này. Báo giá qua một chút những mẫu xe mới về đây, rất là nhiều mẫu xe đẹp luôn. Eon 138 triệu, động cơ 0.8, số sàn 2012. Còn tự động thì em có Kia Morning này. Kia Morning biển Hà Nội 4 số, một chủ sử dụng từ mới này. Em Kia Morning này thì giá cũng chỉ có bao nhiêu nhỉ? 198 triệu với xi nhan chân gương nhé. Đời 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Màn hình giải trí siêu to bản Nhật. Ghế là có sấy sưởi ghế hai vùng cho em này. 198 triệu Kia Morning bản Nhật đây. Kia Morning bản Nhật số tự động đẹp nhá, 198 triệu, xe cho các bác nào hộ nghèo và cận nghèo đây. Còn sang hơn một chút thì đây ạ. Sang hơn một chút thì em có Kia Rio 2015, full lịch sử hãng, màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Và giá chào bán là 395 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Cho chiếc xe Kia Rio 2015 các bác nhé. 395 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Tất cả những mẫu xe ở đây em đều bao hồ sơ cho các bác nhà mình, các bác yên tâm nhé. Bán tải giá rẻ để có Ford Ranger 2008, số sàn 2 cầu máy dầu 265 triệu. Tự động Kia Rio 2015 395 triệu. Kia Morning thì có đây, màu xanh cũng là biển thủ đô Hà Nội đây. Và chiếc này em đang chào bán với giá là 228 triệu đời 2010. Em này thì là bản SNX này. Bản SNX số tự động đẹp, sấy sưởi ghế, cần số rích rắc, la răng hoa mai thể thao dạng mới đây. Có cho em Kia Morning này. Và đây là một chiếc xe nữa này. Chiếc này là Chevrolet Cruze đời 2011, máy số đại chất luôn, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu vàng gold. Cruze 2011 form dáng sedan 2 đầu. Và em đang chào bán với giá là 245 triệu, nước sơn màu vàng gold, cực kỳ trẻ trung, không hề bị già nhé. Em này không hề bị già đâu ạ. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em rồi. Có cho em một chiếc xe Cruze này. Tự động giá rẻ thì em còn có cả Kia Morning màu đỏ ở đây. Đời 2004, số tự động và cũng là bản nhập Hàn. Và giá chào bán là 146 triệu. Và hai chiếc xe đẳng cấp thương hiệu làm nên tên tuổi của em Lê Hương đây. Một chiếc xe là Hyundai Genesis. Hyundai Genesis nhưng mà độ lên form dáng của Ferrari.
chuẩn xe của đại gia Cường Đô La các bác nhé. Chuẩn xe của đại gia Cường Đô La đây ạ. Đèn pha bi cầu, xin nhan chân gương, giải đèn nét. Gầm thì thấp nhưng mà bánh thì to, xe thì đẹp luôn. Và giá chào bán của em này chỉ có 495 triệu thôi. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 2023. Full option, hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi. Một dàn lốp là lốp Hermès này, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. Xin nhan trên gương rồi, đè lổ khởi hành start top. Cửa sổ trời. Và em này còn có bộ on off nhá. Nội thất bên trong có cả dải đèn led quanh xe này. Ghế da là một dàn ghế da Hermès siêu sang luôn. Cửa sổ trời, đèn trần, gãy số thể thao trên vô lăng, đề lổ khởi hành start top siêu chất luôn. Chiếc xe số tự động Vinagelensis này nhìn không khác gì form dáng của Ferrari đúng không ạ? Nhìn không khác gì Ferrari luôn, nhưng giá cực kỳ mềm luôn. Cánh gió thể thao, giải đèn led đầy đủ cho em. Bên cạnh chiếc xe thể thao Gelesis Ferrari thì còn có thêm một em nữa, cũng là Hyundai đây. Một chiếc xe với form dáng hatchback nhìn quá là hầm hố luôn, biển thủ đô Hà Nội. Toàn xe của các bác đại gia thôi. Toàn xe của các bác đại gia thôi các bác nhá. Nước sơn cũng là màu vàng đẹp luôn. Nội thất tươi mới, số tự động cũng nhiều option phết nha. 410 triệu đồng cho chiếc xe. Con này đọc là gì nhỉ? Con này đọc là gì đấy em một chút nào. Cho một chiếc xe số tự động này, đề lổ khởi hành start top này. Màn hình Android cảm ứng này. Con này là Venmaster các bác nhá, Venmaster, Hyundai Venmaster. Đèn pha bi cầu. Đèn pha bi cầu xi nhan trên gương này, biển thủ đô Hà Nội, giá chỉ có 410 triệu thôi. Đời 2011, động cơ 1.6. Này, động cơ 1.6 là nhìn form dáng của em này khá là lạ luôn nhá, một cặp cực kỳ xinh luôn. Động cơ khá là lạ luôn này. Và hôm nay còn về thêm cả một chiếc xe mới nữa đây. Máy Suzuki. Một chiếc xe La City CDX đời 2010 với máy số zin đẹp luôn. Máy số zin đẹp các bác nhé. Biển 37 Nghệ An, nước sơn một bạc sáng này. Rất là ít khi mà CDX 2010 giữ được máy zin. Hầu hết những dòng xe từ 2015 hất lại là đều không giữ được máy zin, phải làm lại máy rồi. Thì em này bác chủ đi hơi ít nên là vẫn giữ được máy zin này. Trần cửa sổ trời này, đề lổ này. Em này có đề lổ không nhỉ? Cái này nó lạ quá. À có đề lổ nhá, lại còn bọc thêm siêu nhân Balamen vào đây nữa này. Màn hình to, sấy sẩy ghế hai vùng đầy đủ cho em. Số tự động đẹp, La City CDX 2010 đây. 260 triệu, biển 73, Quảng Bình thân yêu. Xin nhan trên gương rồi. Cam lùi, cảm biến va chạm, đèn hậu đẹp này, lốp láp dày dặn. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Cờ đuôi thì em còn có này. Cờ đuôi 2011, biển 73 vừa mới về đây. Và em này cũng giá là 279 triệu. Em này đời 2014, em xin lỗi nhé. Cờ đuôi 2014 này 279 triệu. Nội thất đẹp, màn hình đẹp, nội thất ghế da đẹp luôn các bác này. Điền đèn pha auto nhé. 279 triệu, đời 2014, quá là hợp lý luôn. Giá quá là hợp lý này. Cảm biến va chạm phía sau này, cam lùi này, nippo này, đầy đủ rồi. Còn Vios thì em có đây. Fiat đời 2012. Xe này là bản E xịn nhá, 1.5. Fiat bản E form cũ em đang bán là 265 triệu, xi nhan trên gương, phanh ABS, túi khí an toàn có đầy đủ cho em này. Đầy đủ phanh ABS, xi nhan trên gương nhá, túi khí an toàn đây. Wow, lên cả màn hình rồi các bác nhá, lên màn hình Android rồi, nội thất tươi mới luôn. Và tiếp theo là một chiếc xe được các bác quan tâm rất là nhiều dành riêng cho thị trường Việt Nam. Đó chính là Hyundai Avante. Hyundai Avante với 4 mắt cảm biến va chạm, nước sơn màu trắng ngọc trinh. Cam lùi có nhưng mà sao cái cam lùi nó lại lỏng lẻo như này nhỉ? Chắc là con này phải làm lại cam lùi rồi. Cam lùi này, nước sơn màu trắng đẹp, đèn halogen, điều hòa auto tự động và có cửa sổ trời nhá các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Hyundai Avante đời 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013, là 355 triệu, nước sơn màu trắng ngọc trinh, biển 14 này. Bán tải thì em còn có cả Triton nhá. Triton hơn 400 triệu, 469 triệu đời 2016, máy dầu một cầu, máy số zin. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Kia Sportage Eco Sport này. Ở đây có Kia Sportage nhá. Kia Sportage đời 2010, 430 triệu full option. Đèn pha bi cầu, xi nhan trên gương và dải đèn led đầy đủ cho em ạ. Đèn gầm là đèn hạt xoài nhá. La răng 5 chỗ thể thao dạng phay. Cờ đuôi thì em có từ 2011 cho đến 2016 này. Cờ đuôi 2016 độ lên form dáng của công thức F1 đây. Đèn pha bi cầu, xi nhan trên gương, mặt nới tản là mặt cảm nhiệt này, là mặt là độ rồi. 338 triệu, động cơ trang bị 1.6, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android. Và độ lên khá là nhiều đồ chơi.
xi nhan trên gương đẹp rồi, 338 triệu, đô lên cả bộ on off nhá, phù hợp với những bác nào thanh niên hoặc yêu thích sự sẻ thể thao khỏe mắn trẻ trung nhá, thì các bác có thể tham khảo cho em về cờ đuôi này. Còn nếu như các bác trầm ổn này, không thích quá nhiều đồ độ thì có cờ đuôi màu vàng gold 211 245 triệu. Còn đây là cờ đuôi 216 này, 338 triệu, form mới máy zin này. Bên em Hương thì lúc nào cũng sẵn từ 80 cho đến 160. Thời điểm gần Tết như này về rất là nhiều xe, có những xe, có những mẫu xe chỉ từ 98 triệu thôi. Hơn 100 triệu cũng có và 400-500 triệu cũng rất là nhiều. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Địa chỉ bên em là mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương, đằng sau là cây xăng dầu 51. Các bác mà có rẽ vào đây đổ xăng thì alo cho em. Alo cho em vào mua ô tô em tặng xăng các bác luôn. Bây giờ mà đổ xăng hơi bị khó luôn đúng không ạ? Accent 2011 345 triệu đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem một cái video ngắn của em, mới báo giá được trên chục đầu xe thôi. Còn bên em lúc nào cũng trên 100 đầu xe các bác nhé, trên 100 đầu xe. Cảm ơn các bác nhà mình nhé. Đừng quên những lượt theo dõi, nhật đăng ký kênh và để lại số điện thoại em tư vấn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.